Quan tâm chăm lo đời sống người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ được thành phố Đà Nẵng chú trọng triển khai thực hiện trong những năm qua. Ngoài việc triển khai đầy đủ các chính sách của Trung ương, thành phố cũng luôn kịp thời thực hiện một số chính sách đặc thù nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người cao tuổi với phương châm hàng đầu là giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích. Triển khai thực hiện từ năm 2017, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một trong những điểm sáng trong công tác chăm lo đời sống cho người cao tuổi. Tại Đà Nẵng, để đi vào hoạt động, tối thiểu mỗi câu lạc bộ được Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng và Quỹ chăm sóc người cao tuổi phường, xã hỗ trợ 20 triệu đồng. Từ nguồn vốn ban đầu, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức cho vay vốn lãi thấp với số tiền được vay từ 3 đến 10 triệu đồng một hội viên, giúp các cụ vượt qua phần nào khó khăn cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, câu lạc bộ cũng là nơi chia sẻ của các cụ lúc khó khăn hoạn nạn. Về nhân rộng cái mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau này để tiếp tục giúp đỡ cho người cao tuổi, thì hội người cao tuổi của thành phố cũng đã tranh thủ làm việc với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và tổ chức hỗ trợ người già quốc tế tại Việt Nam, tức là tổ chức hai đấy. Thì chúng tôi đã tranh thủ, họ đã hỗ trợ bắt đầu thực hiện cái đề án này, cái dự án này là trong năm 2021, 22 và 23 sẽ thực hiện khoảng 30 cái câu lạc bộ. Với cái số vốn và chi phí cho cái thành lập câu lạc bộ này khoảng 6 tỷ. Khi dịch COVID-19, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhóm đối tượng được thành phố quan tâm. Những suất quà được trao tận tay cho mỗi cụ ông, cụ bà là gửi gắm sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm nhằm giúp các cụ vượt qua thời điểm dịch bệnh khó khăn. Những năm qua, Đà Nẵng cũng thường xuyên thực hiện mức trợ cấp cho người cao tuổi và kinh phí mừng thọ cao hơn mức quy định của Trung ương. Các hoạt động chăm sóc y tế đến sân chơi văn hóa và nghệ cho các cụ đều được chú trọng triển khai. Thành phố sẽ ưu tiên dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho người cao tuổi, đặc biệt là tiếp tục thực hiện cái chế độ chính sách cho người cao tuổi, nhất là người cao tuổi trong gia đình nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, và tiếp tục đề xuất xây dựng chính sách để mà nâng cao cái mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi trong các gia đình nghèo và người cao tuổi khó khăn. Thứ ba, cũng tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội, cơ sở nuôi dưỡng người cao tuổi tự nguyện để đáp ứng cái nhu cầu của người cao tuổi trong thời gian tới. Nhằm phát huy vai trò của hội người cao tuổi, các cấp chính quyền địa phương cũng luôn tạo điều kiện để các hội viên tham gia, đóng góp ý kiến vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa bàn khu dân cư. Hội người cao tuổi các cấp đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã nhiều năm nay phát động cái phong trào tuổi cao gương sáng. Thì người cao tuổi của thành phố Đà Nẵng chúng ta đã tham gia tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Các cấp hội người cao tuổi tiếp tục phối hợp ký liên tịch với các ngành chính quyền của chúng ta trên địa bàn thành phố để mà thực hiện cái chủ trương của nhà nước về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, về môi trường, khuyến học khuyến tài, vân vân. Với cái truyền thống như thế thì người cao tuổi chắc chắn là Đà Nẵng sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chung về xây dựng bảo vệ tổ quốc để xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tặng cho người cao tuổi trong cái đại hội toàn quốc người cao tuổi vừa qua, là tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tính đến nay, Đà Nẵng có khoảng hơn 112.000 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Dành nguồn lực để chăm lo đời sống người cao tuổi, thành phố luôn mong muốn các cụ là sống vui, sống khỏe, cùng gia đình, là gương sáng trong các phong trào về giáo dục, nếp sống, văn hóa và đạo đức để thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp.